Diệu Nhi suýt té ngã nhưng được bạn trai tin đồn đỡ kịp. Mặc gợi cảm đi giày cao gót nên Diệu Nhi suýt té ngã, nhưng may mắn cô được diễn viên điển trai Anh Tú đỡ kịp. Tối 27 tháng 3, đông đảo các nghệ sĩ trong làng giải trí đã cùng góp mặt để chúc mừng nghệ sĩ hài Thu Trang ra mắt bộ phim Chị 13 do chính cô làm nhà sản xuất và đóng vai nữ chính. Cũng đảm nhận một vai diễn quan trọng trong phim, Diệu Nhi có mặt từ sớm để hỏi ngộ đoàn phim. Xuất hiện trước đám đông, cô tự tin khoe vẻ quyến rũ khi mặc đầm bó sát và trang điểm để kiểu tóc đầy cá tính. Trước ống kính chụp hình, Diệu Nhi cũng tự tin khoe dáng như một người mẫu thực thụ để có những khoảnh khắc kỷ niệm thú vị. Ngoài Diệu Nhi, sự kiện còn có sự góp mặt của bạn trai tin đồn của cô là diễn viên Anh Tú. Vẫn duy trì hình tượng bảnh bao thường thấy, Anh Tú có thể hiện sự thân thiện khi giao lưu cùng báo giới và khán giả. Được biết trong phim Chị 13, cả Diệu Nhi Anh Tú sẽ có sự lộ diện khá đặc biệt và gây bất ngờ cho người xem. Dù vướng tin đồn tình cảm suốt nhiều năm qua, nhưng cả Diệu Nhi Anh Tú đều không lên tiếng phủ nhận hay khẳng định. Trong phần giao lưu, khi thấy Diệu Nhi suýt té ngã lúc di chuyển, Anh Tú nhanh chóng hỗ trợ và thể hiện sự quan tâm đến người yêu tin đồn. Khoảnh khắc Anh Tú đỡ Diệu Nhi xuống phía dưới sân khấu cũng được đồng nghiệp khán giả vỗ tay hưởng ứng nhiệt tình.